Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Đây, vạc của em đây. Nay là 5 giờ chiều rồi, đang ra bãi. Đấy, ba em vạc đây. Ba em vạc đây, vạc bay đây. Yak, yak. Con này nó bay ở nhà ở trên lều cao nó quen rồi, về nó cứ bóng ngược lên trên này anh em này, phải rơi đế cao nó mới về. Yak. Vạc bay đấy, còn em bay câm. Yak. Còn đây vạc cắn ngoài đây nha anh em nha. À, một đôi này. Đôi này mới ghép anh em ạ. Đấy, đôi này tít hay lắm này, nó mới ghép nó cắn nó còn ít thôi. Có con đế cao đế gật gù tít hay lắm anh em ạ. Mấy nữa thì nó mới ok được. Cắn phát nào kêu phát đấy, nó mới đầu thì nó vậy. Đấy, em bay đấy. Bay đây này. Ngoan phết đấy anh em ạ. Bay cầm nhưng mà ngoan cực kỳ luôn đấy. Kêu này mới chịu, chịu theo. Hôm nay nó cách nó bỏ kêu rồi, mai cho bay lại nhưng mà yak 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 yak. Chào tất cả mọi người nha, nhớ like đăng ký kênh ủng hộ em nha. Xem giải trí thôi, đêm qua không được cái con gì, thức suốt đêm nhọc. Yak yak yak, đấy em bay bay cầm của em đấy. Ngoan cực kỳ luôn. Đang ở đây bay cho đế ra tận bãi kia rồi. 7 giờ tối đây anh em ơi. Vừa lên loa được lúc. Đấy, có em oát cái kêu đánh phát hạ luôn. Đánh cắn vài cái là thả bay cái là ok luôn. Này em xuống bãi em chơi ngay. Bây giờ mới 7 giờ em vừa bật loa lên xong. Đấy. Em đánh hai đầu nha. Đánh hai đầu luôn. Một đầu gọi, một đầu kêu cắn. Vạc đây.